Hiện nay Hà Tĩnh có gần 360.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện thị xã thành phố, chiếm trên 60% diện tích tự nhiên. Trong đó có hơn 26.840 ha rừng trồng nguyên liệu được cấp chứng chỉ FSC. Chứng chỉ FSC chính là tấm vé thông hành hỗ trợ thâm nhập vào thị trường quốc tế, nhất là các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, các nước thuộc khối liên minh châu Âu. Hiện nay Nhu cầu của thế giới đối với các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thân thiện với môi trường ngày càng tăng. Yêu cầu về chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm ngày càng cao. Vì thế Hà Tĩnh đang phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 37.000 hecta rừng được cấp các chứng chỉ quản lý rừng bền vững.